Nên mình cùng với gia đình đi xem đèn Noel nha mọi người. Xem đèn Christmas đây. Hơi tối anh ơi. Anh hơi tối, qua bên đây nè. Qua bên đây. Hơi tối hả? Đó bên kia kìa. Mình qua bên này đảo anh. Kìa. Kìa. Cái ông già Noel kia giống nhà bác trực à. Trời ơi đứa kia chụp. Đứng 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 gọn vô. Evelyn ơi, Evelyn đi coi đèn Noel hả? Trời ơi. Merry Christmas. Merry Christmas guys. Merry Christmas. Christmas. Yes. Chủ nhà đó mọi người. Dẫn Everly đi đi coi đèn đây. Xưa ở nhà là năm nào cũng có hang đá hết đó. Lớn rồi chứ. Còn ở ngoài xứ ngoài ấy. Ơi, sáng thì bên này nè, đứng mình đứng bên này nè, quay cái xe lại. Em chưa à mẹ, đóng đóng cửa lên. Đóng cửa lên. Được ha. Xích ra, xích ra. Em chưa đợi, em chuẩn đi coi đèn Noel hả? Ơi, coi mặc đồ giống ông già Noel ghê không? Đi. Đi. Chọc bậy đấy. Không gác lên là không không được. Cắt đồ. Mình cắt cái nó cũng vậy thôi. Đi. Đi trước đi. Đi từ từ nha. Làm một ve nữa hả? Đi. Mẹ đẩy cho bà con đi. Mấy đứa cho đợi chút xíu đừng qua đường nha, đợi bác đi nha. Cũng chín đâu vậy? Chào
Trời ơi. Mua nhiêu vậy bác? 20 đồng. Rẻ đẹp. Nó nói 25 chồng nói 20, 40 đồng. 40 đồng hai cái. Cái gì nữa? Hả? Ok, đứng đây chào chụp cái gia đình cái vậy. Dạ. Ôi, ai mua con gấu cho con vậy chuột? 20 đồng hả? Ờ, 20 đồng. Đẹp hơn mấy kia vậy hả? Hả? Ừ, này có đèn chớp chớp à. Đẹp không? Không biết chơi đâu. Đòi gấu rồi mẹ. Nô nó đòi gấu á. Ok đi. Đi. Đi vòng về. Chinh ở đâu ta? Bé à, đi một hồi không biết lối. Chinh ở đâu vậy chị? Chó đi nữa.
Đi ra lấy xe để đi về đây. Băng qua đường ha. Hai chị chuột. Ba đi ba. Hai chị chuột. Ủa? Đi là xanh mà. Xanh mà sao mà chạy dữ vậy ta? Sơ sát quá trời lá rụng đi. Đạo chạy sao phải không Đạo? Đạo ơi, em chạy sau anh phải không? Ok vậy được rồi. Ok bye em. Cái đằng sau có chìa khóa không? Có chứ. Hay cái chân của nó em vá cái chân không? Em dẫn cái nút cái chân không? Có cái chỗ nào đâu mỗi cái cục pin nè. Nó có mỗi cái cục pin nè. Nó là phải gỡ ra ta. Cho quẹt trái hả? Cho. Em đi thẳng quẹt trái. Cái này có cái chấp chấp ngoài. Bạn đạo mới chưa qua được à? Không có cái chỗ nào ấy này. Để chút anh tắt cho kệ. Ông ngồi để dưới thì ok. Để dưới đất, dưới chân. Không, để dưới đây cũng được không sao, để trong xe cũng được, đừng có dục ngay đó. Để cho chuột chơi cũng được mẹ. Không chuột chơi đâu. Nó tại giờ nó chơi chứ, anh thấy nó ăn bờ bờ bờ. Để cho nằm ở đây. Ngoài nhìn vô đẹp ha. Xong mùa đang nó xinh vậy.
Mẹ ở bên này vậy thôi. Không có nuối tiếc gì hết á. Ngày mai là phải đi cày rồi. Thằng Đạo này nó nói cái câu cũng đúng. Bên này là năm nào cũng tuổi trâu hết á. Chứ không năm nào cũng là năm trâu ấy. Không có năm nào là năm tí, năm nào là năm chuột hết. Chơi chút ngày mai mày đi cày. Ngày mai tiệm nào có khách không ta? Anh nghĩ có cũng có đó, cũng có. Thường sau lễ chồng anh ơi. Vậy hả? Ừ. Thường ta đi làm trước lễ, ta đi chơi ăn chơi để sau lễ chồng. Chồng em nghĩ chồng. Như ở Việt Nam mình thấy mấy cái tiệm mà tóc này kia vậy. Ừ, làm trước lễ sau lễ là trước lễ thì làm không kịp nhưng mà sau lễ rồi là vắng.